Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Mồi. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Mồi trong cái lô cây vừa rồi. Anh đã vô lưu thành công. Rồi đây hôm nay thì anh Mồi anh vô lưu với anh em một cái phôi anh em. Đây. Tài chi quá lực anh em ơi. Một cốt giót đọt nha. Cây lắc léo rất là khéo cây anh em. Đây, cái này do cái tàn thiên nhiên anh em. Bắt đầu nó không có đều quá. Ảnh sạc xuống nha để mình tạo tàn lại anh em. Cây này bộ đế là quá khứ luôn. Anh sạc xuống đống lá này nè, mới đem về bên kia nè. Cái mặt bông này bứng cây mình biết không anh nội? Mặt bông này chưa thấy mà chủ nhà nói từ 5 đến 9 á. À 5 đến 9 hả anh? Đây. Cái chiều cao cái này khoảng bao nhiêu anh nội? Chiều cao cái này khoảng 3 mét anh. Chiều cao 3 mét anh em, thân lắc lượng nha. Cái này tạo thành phẩm là cây này dữ lắm anh em ơi. Mình thấy cái da nó còn tơ nha. Đây nè. Cây thì mấy cái tay chỉ nó cần guốc ghê lắm nè, rất là lực nha. Thân nè, mấy cái tay chi này quá lực luôn nè. Cây này thì về anh em tạo bao chơi nha anh em, tại tay cạnh nó có sẵn đó, nuôi tiềm năng lớn luôn nè, ngân guốc nè. Mấy cái nách thì nó đang bể rồi nè, sung á. Cây này tương lai lên xù nha. Đi mặt xuống đây cho anh em xem bán giá giờ cho anh em nuôi lại anh em ơi, lên hình hết hồn rồi. Vô quay cái nồi đế cho anh em xem. Wow, bộ đế nè. Cái bầu này bứng khoảng mấy mét à anh mọi? Bầu này một mét rưỡi tám. Dạ, gần mét mốt anh. Đây đế hết cái bầu luôn nè. Nè anh lấy hết cái bộ đế luôn nha, quá tài bên nào cũng có cho nha. Đế nó sổ xuống còn đầu nấy là cầm tay cầm tay không em, rất là lớn nha. Đây có cái củ to nè, thân nó sắn ha. Cây này nè mình nhìn mặt phía này qua nó nhìn giống thằng thú anh em, nguyên con thú đang ngồi nha. Bộ đế khỏi bàn cãi, quá dữ. Cây còn non nha anh em, cây này nuôi rồi chuyển giọng luôn cho anh em xem lại một giọng nữa. Cái bộ đế nha, thân liền lạc. Đây có mấy ghế treo này, vậy anh em có thể anh em muốn để cũng được, nó anh em cắt cũng được nha. Này anh để luôn nguyên si cho anh em, vậy anh em xấu là anh em làm. Rồi mình đã thử thông số có khoảng bao nhiêu anh mọi? À, nhiêu anh? 77. Rồi 77 nha anh em, hoành chuẩn ha anh mọi. Rồi hoành chuẩn 77 nha anh em. Anh đo xíu xuống xíu nó coi cho anh em xem nha. Rồi 86 nha anh em, xíu xuống cái dây đế xíu nha anh em. Đây nè 86. Và anh đo thử cục này coi khoảng nhiêu anh mọi. Trên cao luôn. Rồi ok. Rồi anh đo ngay cái mình anh em, nó phụ qua cục vậy anh em. À, 69 anh em ơi. Rồi ok anh ơi. Anh đo thử thoát thật lên khoảng nhiêu anh mọi? Rồi thoát thân 54 nha anh em. Rồi anh áo thử cái nồi để đặt cho anh em xem nha anh em. Đây nè, cái thước nè. Cái này tập khoảng 2 cái thước anh em. Có thể trên 3 mét luôn nha. Bộ đế á, quá khứ bộ đế. Đâu đâu thử một cái ta, cái ta cạnh thử có phân vô anh mọi. Ba mươi hả anh? Đây lớn lắm nha anh em. Đây, hơn một tay mình không nha. Đây. Rồi cho anh em tham khảo một lần nữa coi cái bộ đế anh em. Cái này là về là nuôi là tiềm năng lớn lắm anh em ơi. Bộ đế quá vip. Đây, nó sổ xuống nha. Cái thân này đẹp lắm anh em, liền lạc nha, không được tích gì hết. Bằng đây đây. Đế sổ quá đẹp luôn. Tròn trịa hết.
Rồi giờ mình nghe có mức giá của anh Hồi đưa ra để mình sổ anh em ơi. Rồi mình chốt giá cho anh em, cái này bán bao nhiêu vậy anh Hồi? 190 triệu anh. Rồi 190 triệu nha anh em. Ảnh bao xếp cho anh em 200 km nha. Rồi anh em nào xem quá mà nhìn ra tiềm năng đó, anh em liên hệ trực tiếp với anh Hồi đi để mình sở hữu cái này. Đây anh ôm thử cho anh em hình dung nó ủi cái nào nha anh em. Đây nguyên con thú nha, siêu phẩm anh em ơi. Rồi giá cả đó, anh đưa ra đó, anh em nào mà thiện chí đó mình liên hệ trực tiếp đi để mình trao đổi thêm để mình sở hữu cái này anh em. Bông 5 đến 9 nha, cho anh em xem lòng vòng từ xa nha. Cái này tổng quan đó,